chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại một quán cơm trưa văn phòng ở trên hẻm của đường đại lộ Võ Văn Kiệt ha. Ở đây thì có khá là nhiều những cái món ăn văn phòng á, mà đổi theo ngày luôn, mỗi ngày là mỗi món khác nhau và cực kỳ cái giá mềm mại luôn quý vị ạ. Cái vị thì cũng khá là giống gia đình ha, và đặc biệt á, là quán mở là bán từ khoảng là buổi trưa, nhưng mà cái tầm giấc là từ 11 giờ rưỡi cho tới 12 giờ là xong ha, chỉ khoảng là nửa tiếng đó thì rất là đông. Ở đây á, là Lý Hương kêu cái món là thịt luộc cà pháo mắm tôm, nguyên một set như thế này thì có giá là 27.000 thôi quý vị, rồi được tặng thêm một trái chuối luôn ha, ăn tráng miệng. Ở trên đây thì có dưa muối nè, kế bên là có cà pháo nè, mắm tôm nè, với lại thịt luộc. Đấy, nguyên một set như thế này thì có giá là 27.000 thôi. Nhưng mà Lý Hương thấy cái món sườn này cũng khá là ngon nên kêu thêm nè. Như một phần này nữa thì là một cái dĩa như này thì có giá là 15.000 ha. Rồi, nguyên cái phần này thì có giá là khoảng là 42.000. Rồi, hôm nay mời cả nhà ăn cơm trưa văn phòng nha. Giờ này là khoảng hơn 11 giờ rưỡi ha. Thì bắt đầu là dân văn phòng đến và ăn. Lý Hương thì ăn ở quán này cũng một số lần rồi. Hôm bữa thì ăn cái gọi là cá trơi với lại mắm món cá trơi với lại mắm mắm gừng à, cái vị gia đình rất là ngon. Sau đó hỏi là khi nào thì có được cái món này thì mới biết là cô chủ và anh chủ nói là chỉ là mua theo cái gọi là cái sự tươi mới của chợ thôi, không có đảm bảo là mỗi ngày là có những cái món gì đâu à, mỗi ngày là một món khác. Trước là đi chợ á, là thấy á mà thịt cá tươi thì mua rồi làm cái món đó thôi, chứ không có chốt là mỗi ngày là những cái món như thế nào, mỗi ngày là mỗi món khác nhau. Thịt rất là tươi và ngon quý vị ạ. Đặc biệt là những người dân ở xóm này á, thì thường á là chỉ nấu cơm thôi, qua đây là mua đồ ăn. Rất là ngon tươi quý vị ạ. Miếng thịt này bán không thì có giá là 15.000 ha. Nhiều để thức ăn mà ăn dư người này cơm chắc dư thức ăn rồi. Thấm thì ngon.
Ê quý vị ơi, rất là no. Cái phần này với phần này chắc Lý Hương làm được một bữa nữa đó. Thịt này khá là ngon, nhưng mà để mà tránh lạc vị thì Lý Hương ăn cái món là cà pháo, bánh tôm với thịt ha. Còn cái phần này chắc là gói đem về để buổi chiều ăn rồi quý vị ơi. Bây giờ thì các anh em văn phòng ra rất là nhiều không? Đấy, quán bắt đầu đông lên. Mẹ, hai đứa em kêu gì vậy? Một cái thịt lụa cà pháo nước mắm. Thêm một cái sườn dâu quý vị ơi. Giết người